Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Nấm đùi gà kho tiêu xanh ngon lắm luôn nè. Món này ăn với cơm nóng thì rất là hao cơm. Những ngày chay, những ngày ngán thịt cá rồi, mình ăn cái món nấm kho tiêu thì rất là hợp lý luôn, thay đổi khẩu vị. Nếu cô chú cùng anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây mình có 300g nấm đùi gà bi. Anh chị mình dùng nấm đùi gà nhỏ này, hoặc là mình dùng một cái nấm đùi gà lớn cũng được, rồi mình sẽ cắt nhỏ ra. Nhưng mà mình thấy mình làm cái nấm kho tiêu, mình dùng cái nấm đùi gà nhỏ này là nó sẽ thấm gia vị ngon hơn. Nấm mình mua về, mình thấy chỗ nào mà nó vàng rồi nó úa đó thì mình gọt mình bỏ đi. Nấm đùi gà nó rất là nhiều dinh dưỡng, cô chú anh chị mình ăn chay rất là tốt cho sức khỏe. Cô chú anh chị mình ở nước ngoài, những ngày đông giá như vậy nè, có một cái nồi nấm đùi gà kho tiêu, mình ăn với cơm nóng là ngon lắm luôn ha. Nhìn mấy cái nấm đùi gà này nó dễ thương quá chừng luôn á. Anh chị mình rửa nấm á, mình lấy một cái thau nước, xong mình cho vô một miếng muối, mình khuấy lên để cho phần muối này nó tan ra. Mình rửa nấm bằng cái cách pha nước muối như vậy nè, thì những cái tạp chất trong nấm á, nó sẽ được lấy ra bên ngoài và mình ăn nó cũng sẽ an toàn. Mình thấy những cái chỗ nào nó có đốm đen á, mình chà cho nó sạch. Và anh chị em mình ngâm khoảng 5 phút á, là mình vớt ra nha. Mình đừng có để lâu quá, lâu quá phần nấm nó bị thấm nước á, kho nó mới ngon. Mình rửa sạch cái phần nấm này trong nước muối rồi, thì bây giờ anh chị em mình vớt ra cho nó qua một cái rổ. Sau đó anh chị em mình sẽ rửa lại một hai lần nước nữa, cho cái phần nấm khi mình ngâm nước muối á, nó không có còn cái độ mặn bám ở bên trong cái phần nấm. Rồi mình sẽ đi kho cái phần nấm này. Để khi mình kho nấm á, nó được thấm gia vị, anh chị em mình sẽ chẻ nó ra. Cái cây nấm nó to vậy nè, chẻ ra làm đôi. Xong mình cưa nó, cưa nhẹ nó thôi, để cho nó thấm gia vị vào bên trong. Hoặc là mình cũng có thể chẻ ra làm tư như vậy, chẻ làm tư để nó thấm gia vị nhiều hơn. Cái nấm nào mình chẻ nó ra làm tư rồi, mình để riêng qua một bên. Cái nào lớn á, thì mình chẻ nó ra. Cái nào nhỏ thì mình cứa sơ nó thôi, để khi mình kho cho nó thấm gia vị là được. Tiếp theo mình dùng hai củ hành tím, anh chị mình cắt muối ra. Củ nhỏ thì mình cắt làm tư, củ lớn thì mình cắt làm 6 hoặc là làm 8, mình cắt làm 5 thôi. Cắt làm 5 thôi. Mình dùng thêm 4 tép hành. Nếu anh chị mình không dùng hành lá đó thì mình dùng hành bo rô. Lá thì mình cắt mình để riêng. Góc hành thì mình đập dập, xong mình cắt nhuyễn, cho vô phần nấm mình ướp trước. Giờ anh chị mình cho hành tím vô trước nè. Mình không dùng hành tím á, thì mình dùng hành tây cũng được. Giờ mình cho nấm đùi gà vô. Nhìn những cái nấm đùi gà bi nè, nhìn dễ cưng ghê luôn á. Anh chị mình xếp một cái vòng tròn á, cho cái nồi nấm kho của mình á, có cái hình cho nó đẹp. Nấm kho này nè, mình làm rất là nhanh, mà mình ăn thì hao cơm lắm luôn. Cho cái góc hành mình băm nhuyễn á, cho vô mình ướp. Cho thêm một muỗng canh hành tím băm cho nó thơm. Giờ mình sẽ làm cái nước sốt kho. Anh chị mình dùng 2 muỗng canh nước mắm. Mình dùng nước mắm chay nha. Ở thị trường bán rất là nhiều cái nước mắm chay. Tiếp theo nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường, một tí xíu bột ngọt, 2 muỗng canh nước tương. Nếu mình dùng nước tương Mary á, thì nó sẽ ngon hơn. Thêm một muỗng canh dầu hào.
cho vô thêm một muỗng canh vung tương ớt. Khi mình kho, mình cho tương ớt vô rất là ngon. Mình cho vô thêm 50ml nước lọc. Giờ mình sẽ khuấy lên để cho phần gia vị nó tan ra. Tất cả những cái nguyên liệu là mình dùng đồ chay hết nha. Có nhiều bạn hỏi Việt Nguyễn là ăn chay mà sao có nước mắm nữa. Nước mắm chay nha các bạn. Giờ cô chú anh chị mình lấy cái phần sốt kho nè, rưới lên hết trên cái phần nấm này. Mình rưới từ từ cho nó đều hết để cho nó thấm gia vị. Những ngày chay, cô chú anh chị mình làm cái món này nè, nhanh gọn và lẹ nữa. Mình cho hết cái gia vị sốt kho này nè vô trong cái phần nấm, xong mình sẽ để mình ướp khoảng 10 phút rồi mình sẽ đi kho. Nấm đùi gà kho tiêu xanh. Anh chị mình có thể để nguyên một trái tiêu xanh nhẹ nhàng cho vô nồi, hoặc là mình tách ra từng hạt. Mà tách ra từng hạt á, nhiều khi nó cay các bé nó ăn không có được á, anh chị mình cắt ra từng khúc cho vô nồi. Với cách này á, thì nó rất là thơm mà cái nồi kho nó cũng không có bị cay. Mình cho vô thêm 2 muỗng canh dầu ăn để khi mình kho, cái món kho của mình nó bóng mượt lên và nó cũng đẹp mắt nữa. Cái nồi nấm kho này mình sẽ ướp 10 phút, sau đó mình sẽ đi kho. Nấm mình ướp cũng được 10 phút rồi, giờ cô chú anh chị mình cho lên bếp. Khi mình kho đó, anh chị mình sẽ đậy nắp lại, mình chờ cho cái nồi nấm kho này nó sôi lên. Cái nồi nấm nó cũng sôi rồi. Lúc này cô chú anh chị mình sẽ mở lửa dưới trung bình. Mình cứ để lửa liu riu á, để cho cái nồi nấm của mình nó thấm gia vị. Và nhớ là mình cũng đậy nắp lại nha. Sau 10 phút, cái nồi nấm kho tiêu của mình nè, nước nó cũng sánh kẹo lại rồi. Mở nắp ra thôi mà nó thơm quá chừng luôn á. Món nấm kho tiêu này mà ăn với cơm nóng, ta nói nó ngon kể gì nói luôn á. Cô chú anh chị mình nghĩ có đúng không nè? Lúc này mình cho một ít hành lá cắt nhuyễn lên bên trên. Cho thêm 1-2 trái ớt nữa cho màu sắc nó đẹp. Mình cho thêm 1-2 trái tiêu xanh lên trên nữa. Những ngày đông giá, cô chú anh chị mình ở nước ngoài á, dùng cái món này rất là ấm lòng luôn. Những cái nấm đùi gà của mình nè, nó rất là thấm gia vị. Hấp dẫn ghê chưa? Miếng nấm nào cũng thấm gia vị á, ngon quá chừng luôn. Nấm đùi gà kho tiêu xanh này mình ăn với cơm nóng hoặc là ăn với bún cũng rất là ngon. Lúc rày không biết sao nữa mà chỉ thích ăn chay thôi, không có thích ăn mặn nữa. Lát nữa Việt Nguyễn no say với cái nồi nấm đùi gà kho tiêu xanh này ăn với cơm, trời ơi biết khi nào mới no luôn á. Và video cách làm nấm đùi gà kho tiêu xanh hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.